Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm mới chuyên dùng để luyện brush lettering. Bộ sản phẩm này của Kuretake Nhật Bản. Họ cung cấp cho chúng ta một cái dòng sản phẩm khá là độc đáo và thú vị. Mà trong một bộ nó sẽ gồm có một cái tờ hướng dẫn sử dụng, hai tờ giấy có cấu tạo rất đặc biệt và một cây bút nước. Sở dĩ tôi nói hai cái tờ giấy này có cấu tạo đặc biệt là bởi vì nó sẽ tự động đổi màu khi mà mình viết qua. Đây. Các bạn thấy rõ không ạ? Giấy sẽ tự đổi màu khi mà gặp nước. Tờ này cũng vậy. Rất là thuận tiện khi mà chúng ta luyện brush lettering hoặc là luyện viết chữ hoa hoặc là chữ Nhật. Và sau khi nước nó bay hơi thì cái giấy nó sẽ trở về lại như cũ và chúng ta lại tiếp tục luyện tập tiếp. Như vậy thì các bạn không cần phải tốn giấy và tốn cả mực. Thì trong một bộ này nó sẽ có hai tờ định dạng khác nhau. Một tờ nó có kẻ sẵn đường ly giúp cho các bạn nào muốn thực tập chữ mà cần những cái đường gai ngang để mình dễ nhìn, và một tờ không dòng kẻ để cho mình luyện các cái kiểu chữ freestyle, kiểu đi tự do hoặc là những cái chữ mà khổ lớn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.